Vâng, tín hiền chào bác nha, chào mừng các bác quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video lên đây bác một cái sản phẩm cực kỳ mới và cực kỳ hot. Đó thì bên em mới về cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật đó nha. Đấy, Polykia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200 mét bác nhá. Đấy. Con này thì tổng quan một cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể là cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì con này đa chức năng các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, có rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bạn nhìn cái dàn led của nó này, quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nó sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay xách này. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng kết hợp là những cái màu đen xám, nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm đi bên kia sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm vào cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Nó cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời ấy, các bác dùng cái con này. Đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn, rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay, rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích trước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9 cm rưỡi, gần 10 cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng là 10 cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá, chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. À, đây, đằng trước này thì các bác bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này. Hai chế độ sáng này, đó ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này. Sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để vào quay cho các bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá. Đấy bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này có nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá cái này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo SOS nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo rồi nó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá, để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá.
Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì cơ. Đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này có nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này. Sáng rộng và nó sáng xa có nhá. Đấy, sáng rộng sáng xa có nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn này thôi. Có nhìn này. Cái vòng của nó ra rất rộng luôn nhá. Sáng rất rộng luôn này. Sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này. Nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây có nhìn này, cột điện này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá. Đây này, có nhìn này. Bờ ruộng bờ riếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây. Đấy, sáng nhìn rõ một một luôn nhá. Đây quay xem này. Đây, có nhìn cái bụi chuối này. Sáng kinh khủng không bác? Sáng kinh khủng không? Sáng dã man luôn. Đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây. Các nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này. Sáng dã man luôn nhá. Đây này. Ấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật nhưng mà các bác cứ mua hàng, các bác kiểm tra. Đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin pin này. Em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn riêng với cái dòng đèn pin này. Nó về nó quá sáng luôn nhá. Đấy, rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây, chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước rồi các bác muốn đánh sáng rộng các bác dùng con này chưa? Đấy, rồi đây là ở phần bên này. Đấy, em sẽ bật bên này cho em. Đó, bật bên này. Đấy, bật bên này có nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À, con này đây. Em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này. Và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này. Các bác làm chiếu hai bên đấy có thấy chưa? Đấy nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin thì em đang đi này. Đấy, các bác nhìn này. Đây. Các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây. Các bác nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo biết này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui giời. Dã man luôn nhá, một cái con đèn thôi. Em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng nhá. Đây. Đây em sẽ bật cái cam rộng cho bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy. Bật cái cam rộng nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man rộng dã man luôn nhá. Đó đây. Bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy là về cái dòng đèn pin em nhá. Đây thì em đã vừa test thực tế về cái dòng đèn pin nữa nhá. Đấy, đã vừa test thực tế cho bác xem về cái dòng đèn pin cảnh sát Nhật như này. Đó, Porsche, Made in Japan, dòng cảnh sát đèn pin cảnh sát đa năng của Nhật. Đấy, các chế độ sáng sáng pha này, rồi là có cả nháy cảnh báo rồi là sáng bên hông nữa nha các bác nhá. Các bác muốn anh sang rộng thì các bác dùng sáng bên hông. Rồi là sáng pha rộng, pha tập trung. Đó, các bác có thể là vừa soi vừa dùng làm đèn sử dụng sinh hoạt gia đình nhà mình dùng rất là tiện. Con này thì nó rất là hay, nó có một cái ốc 1/4 này. Đấy, khi mà các bác có những thiết bị mà nó có ốc 1/4 các bác gắn vào để các bác để đứng lên được, dùng rất là đa di năng, vừa xách tay rồi là vừa cầm tay, nói chung là dùng rất là tiện và rất là nhỏ gọn nhẹ nhàng, tình cảm mang đi mang lại dùng rất là tiện luôn nhá. Đấy, đây đó, có thể gấp bên này gấp bên kia, hai phần công tắc riêng biệt nhé. Các bác dùng bên nào các bác bấm bên đấy. Nói chung là cứ nhận hàng kiểm tra em luôn. Hàng có phần vỏ bọc chống sốc chống vỡ cực kỳ ngon, xịn sò nhá. Rời riếc thoải mái luôn. Đây, đấy, rời riếc thoải mái nhá. Đấy thì vừa nãy đã test thực tế cho bác xem về cái dòng đèn pin này nó sáng nào rồi. Thì bác cũng dễ hình dung hơn rồi. Đó thì em sẽ đi vào báo giá và lên mã cho bác nhá.
Thế thì các bác lên mã cho em là cái con đèn pin siêu sáng D1 nhá. Đấy D1. Bên em nó nhiều mã lắm nên là thôi em lấy luôn mã D1 cho bác dễ nhớ đi. D1 nhá. Đấy, D1. Bên em đang bán cái con sản phẩm này với giá hiện tại là 370k một con. 370.000 trong con đèn pin như này. Và bên em sẽ bao ship toàn quốc nhá. Đấy các bác thấy độ sáng và cái độ đa năng của nó thì các bác cảm nhận là một cái con đèn pin nó nhà rồi. 370.000 một con đèn pin D1 như này. Đèn pin siêu sáng nhá, đèn pin của cảnh sát Nhật. Đấy siêu sáng, đấy, siêu sáng luôn. Nó sáng dã man luôn nhá. Đấy siêu sáng D1 370.000 một con và bao ship tận nhà nhá. Đấy chống sốc chống vỡ hết pin thì bác cắm sạc vào các bác dùng thôi. Dùng rất là tiện, ngoài ra thì có thể là dùng để làm sạc dự phòng cho điện thoại, dùng cũng rất ok luôn. Đó, rất là xịn sò con bò, ngon lành cành đào nhá. Đấy Polycare Made in Japan. Dòng đèn pin của Nhật này nói chung các bác dùng thì chấm hết luôn. Quá là bền bỉ và chắc chắn rồi. Đó, D1 370k một con và bao ship các nhá. Đấy bao ship toàn quốc rồi. Đấy là về cái dòng sản phẩm đèn pin em. Đấy bác có nhu cầu về những cái sản phẩm đèn pin bên em cứ vui lòng liên hệ trực tiếp em. Số em thì là 0967128839. Các bác vui lòng liên hệ trực tiếp em số này để em tư vấn cũng như là chốt đơn nào nhé. Xin chào và gặp lại bác trong những video sau. Các bác xem video đừng quên ủng hộ xem nút like cũng như đăng ký kênh để xem sản phẩm rồi video mới nhất của em.